Báo cáo các bác, hôm nay là em sẽ lên một cái siêu phẩm là chú chim đực mà bắt đầu tăng cường. Đây là em gọi là clip số 09. Đây là con chim đực mà em nhốt riêng nó vào. Bên cạnh đây là chú em có cườm rồi. Còn bản thân em này là chưa hề có tí cườm nào cả. Và đây là tông bộ to phấn hồng âm thổ. Đấy thì báo cáo các bác là em sẽ review nhanh thôi. Đấy, con này thì em báo giá luôn là 800k. Đấy, clip số 09, 800k chưa bao gồm vận chuyển. Bác nào luôn muốn chơi một con thì đây là một cái sự lựa chọn chính xác. Đấy. Hôm nay em đang sáng dậy sớm để bắt chim chuyển cho các bác thì em làm một cái video. Hôm nay đúng là sáng mùng 8 tháng 3 luôn và em đăng tên clip là mùng 9 tháng 3, có nghĩa là bác nào chốt thì là ngày mai em sẽ gửi cho các bác. Đấy. Con này thì em kiểm tra móng vảy rất tốt, rất là bình thường, không lỗi lầm gì cả. Đấy. Phao rất là xám, đấy, dài trường. Và bên má cổ này nó có một cái nốt, một vài cái nốt điểm cườm cườm vừng. Đấy. Thì đây là chú chim mà em thấy rất là tâm đắc. Em có thể là review để cho các bác xem. Đây, cái tướng cá mắt mỏ hình hài. Chim rất là đáng đồng tiền luôn. Đấy. Clip số 09 nha các bác nhé. Đấy. Số Zalo cũng như số liên hệ là 033 5305 982. Dòng này là cũng là phao xám cánh tiên. Đấy. Ok, em xin kết thúc video tại đây. Các bác nhìn từ chim thì các bác thấy là rất là đáng để chúng ta chơi. Đấy. Chú chim rất hiếu động. 800k, clip số 09. Chưa bao gồm vận chuyển các bác nhé. Chưa bao gồm vận chuyển. Chú chim rất hiếu động luôn. Mã số 09. Cái này thì em cam kết các bác là bộ to, âm thổ và giới tính là con chim đực. Rất hay. Chim giống chim này là chim trang trại nuôi thuần chứ không phải chim rừng các bác nhé. Đấy, chim rừng mà các bạn đứng thế này là nó sẽ nhảy bay rồi. Và trên cái kênh của em là con nào chim rừng em bảo chim rừng, con nào chim nuôi em bảo chim nuôi các bạn nhé. Đấy. Đấy. Rất là mạnh dạn, rỉa lông cả con có cườm rồi bên cạnh luôn. Các bác thấy là rất đẹp luôn. Đấy, trang trại của em hiện tại ở Ba Vì, Ba Vì Hà Nội đã chân rất là dài các bác nhé. Ba Vì Hà Nội. Mô hình. Đấy. Em sẽ lên một cái clip nữa cho các bác trải nghiệm và các bác. Đây là trang trại của em. Nhiều giống chim rất là to đẹp. Ok, hẹn gặp lại các bác ở cái video sau nhé.